Xin chào cả nhà nhé. Hiện tại thì mình đã tiếp cận được cái bạn nhỏ này rồi. Thì tình trạng bây giờ thì nó khá là tệ. Mình sẽ bằng mọi giá mình sẽ cứu được. Đây, bạn chó này bị hành hạ các bạn nhé. Này, bị kéo rất là nhiều này, bị xước này. Đấy, bị xước rất là nhiều này. Chắc là bị bạo hành cũng rất là nhiều ấy. Đó. Đây, các bạn thấy không? Đây, rất là nặng nha. Tâm lý bây giờ thì đang rất là hoảng sợ này. Vết xước đầy người luôn. Cái này là do cái bị kéo quá nhiều á, dẫn đến là đấy. Thì bây giờ mình đã tiếp cận nó rồi, thì mọi người có thể yên tâm là rất là nhiều vết thương các bạn ạ. Xước cái này là vết bị kéo ấy. Rất là nhiều vết thương nhé. Thì bây giờ thì mình đã giải cứu xong và mình sẽ tạm thời nói đã. Rồi, như vậy cả nhà nhé, để mình mang nó về cái đã.